Tiếp tục vào việc anh chị ơi. Hôm nay em Hải, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản sẽ chia sẻ anh chị mình một lô đất nền nằm trong khu Big Sigo của Dĩ An quý anh chị ạ, khu quảng trường xanh đó quý anh chị nha. Nằm trên mặt tiền đường GS2 quý anh chị thấy không ạ? GS02 đó quý anh chị ha. Đây. GS02 lộ giới 15m anh chị nha. Đó. Đường GS02 này nó song song với đường GS01 quý anh chị ha. GS01 là đường trục chính. Còn đường GS02 này là đường song song với đường trục chính. Đó. Thì bất động sản hôm nay em Hải gửi tới anh chị mình là một lô đất nền ha. Một lô đất nền nằm trên mặt tiền đường GS2, phường Đông Hòa, thành phố Di An, tỉnh Bình Dương, ngay khu vực Big Sigo giáp ranh với Thủ Đức. Big Sigo là một bên Di An, một bên Thủ Đức anh chị nha. Đây này. Bất động sản mình là GS2. Còn bên kia đường đó quý anh chị là GS3, là phía bên kia, là bên kia Thủ Đức quý anh chị nha. Bên cái mặt bên kia là Thủ Đức, mặt bên này là Di An. Đó. Tính ra cách có 3 bước chân anh chị ha, rất là gần anh chị nha. Bất động sản của mình giáp ranh với Thủ Đức, ngay trục đường quốc lộ 1K, ngay đường Phạm Văn Đồng, cầu vượt Linh Xuân. Đây là khu vực Big Sigo của Di An, khu vực trung tâm của Di An, khu vực trung tâm hành chính ha, kế bên khu trung tâm hành chính anh chị nha. Bất động sản của mình gần với đường GS10 đó, nằm trên đường GS2 nhưng mà cái khúc gần GS10 quý anh chị thấy GS10 đó không? GS1 này, đó GS1 phía trước đó quý anh chị thấy không? Đó, GS1 là phía trước đó nha. Đấy, bất động sản mình là GS2. Đấy. Rất mong anh chị sẽ đăng ký kênh của em Hải ha, kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản, chuyên chia sẻ tất cả các bất động sản, đất nền, nhà phố, biệt thự, kho xưởng vân vân, tất cả các bất động sản có sổ hồng riêng. Sổ hồng riêng anh chị nha, bên em chỉ bán sổ hồng riêng thôi. Tại khu vực thành phố Di An, thành phố Thuận An tỉnh Bình Dương, thành phố Thủ Đức Hồ Chí Minh, thành phố Biên Hòa Đồng Nai và thành phố Di An. À đúng rồi, thành phố Di An đây rồi. Bất động sản mình chỗ cái ô tô quý anh chị. À, chỗ ra nha. Ở đây là đường GS2, đường này 15m, lộ giới là tính cả vỉa hè cây xanh, tổng đường quý anh chị nha. Đấy. Bất động sản của mình là hướng Tây Nam. Tây Nam dành cho các anh chị nào mà Tây Tứ Trạch quý anh chị nha. Anh chị nào mà Tây Tứ Trạch rất là hợp với lô này. Lô này hướng Tây Nam anh chị ạ. Đấy. Tây Nam luôn, đẹp ha. Đường thông hai đầu. Hướng này ra quốc lộ 1K, ra Big Sigo quý anh chị, ra Big Sigo đây này, Big Sigo ở đây luôn, 100m quý anh chị nha. Rất là gần, kế bên luôn, rất là đẹp anh chị nha. Đấy. Ở đây người ta xây dựng rất là nhiều rồi anh chị, 2 lầu, 3 lầu, 4 lầu có luôn nha. Đó, rất là đa dạng ha. Đấy, về vấn đề xây dựng thì thoải mái quý anh chị nha. Đó, khu vực này là khu vực sầm uất và đẹp nhất tại thành phố Di An. Giáp ranh với Thủ Đức. Đó. Anh chị nào mà đang có nhu cầu tìm nhà đất trong đây thì cứ alo cho em Hải ha. Ngoài lô này ra thì bên em còn rất là nhiều sản phẩm khác nữa chứ cũng không phải là mỗi lô này. Còn video này thì em đang giới thiệu anh chị mình lô đất đây, kế bên ngay. Kế bên quý anh chị này. Đây em đứng đây ha. Đó. Ở đây trên đường này là như nhau hết quý anh chị, ngang 4,5m hết, ngang 4,5m và dài 18, lô này cũng vậy. Lô này ngang 4,5m và dài 18, tổng là 81m, hướng Tây Nam, thổ cư 100%. Đường này là ngang 4,5m hết anh chị nha. Đấy. Thì bất động sản này đang rất là cần bán quý anh chị, sổ hồng riêng ha. Đấy, anh chị nào mà mình có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em Hải, số điện thoại góc trái màn hình. Giá thì hiện trạng bây giờ là nếu giá này là 6 tỷ 1 quý anh chị, 6 tỷ 100 triệu á, là đây là một mức giá rẻ nhất trên con đường này. Trên đường này bình quân là 6 tỷ rưỡi quý anh chị ạ. Còn lô này đang cần bán là chỉ có 6 tỷ 1 nha quý anh chị nha, 6 tỷ 1 thương lượng. Giá vẫn còn thương lượng anh chị ha. Anh chị quan tâm thì cứ alo cho em Hải, em sẽ hỗ trợ anh chị mình. Em sẽ gửi sổ cho anh chị mình xem, dẫn anh chị mình đi xem. Anh chị nào mà có nhu cầu ký gửi hay mua bán thì cũng cứ alo cho bên em ha. Bên em cũng nhận mua bán, nhận ký gửi tất cả các bất động sản tại thành phố Di An, thành phố Thuận An và thành phố Thủ Đức và thành phố Biên Hòa. Anh chị có nhu cầu thì cứ alo em Hải, em sẽ hỗ trợ anh chị mình nhé. Đấy. Rồi, vậy là video em Hải đến đây xin phép dừng lại. Cảm ơn quý anh chị mình đã đồng hành và theo dõi hết video. Em xin chào.